Chào mừng quý vị và các bạn. Hôm nay em có cái mẫu xe Granny 10 đời 2015, hai con xe này các bạn nhé. Anh chị nào có nhu cầu sở hữu những cái mẫu xe Granny 10 để mà các bạn vừa đi gia đình, vừa về chúng ta chạy thêm dịch vụ ở nhà kiếm thêm tiền, thì hôm nay em có cái mẫu xe Granny 10 đời 2015 tư nhân chính chủ. Và quý vị nào có nhu cầu mua xe thì liên hệ cho em. Đấy, con màu trắng này đời 2015 và màu bạc cũng 2015 các bạn nhé. Rất thích hợp cho các bạn tại thời điểm hiện tại cơ chế mở, đó là không có Covid, thì chúng ta chạy dịch vụ đi lại thoải mái, cho nên là chúng ta mua những chiếc xe này vừa đi gia đình vừa kiếm thêm được, bởi vì nó là dòng phân khúc sedan, đi nó rộng rãi thoải mái các bạn nhé. Thì bên em bán hai chiếc này, anh chị nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em. Và em chỉ làm điểm một video là hai con thì em làm một con, còn hai con đều 2015 các bạn nhé. Và bây giờ em là con 2015 là màu bạc các bạn ạ, còn con màu trắng kia thì để video khác. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết về con bạc cho quý vị và các bạn. Xin giới thiệu các bạn, đây là một mẫu xe Granny 10 đời 2015 màu bạc tư nhân chính chủ biển thành phố, và đời đúng biển là đời 2015 các bạn ạ. Chiếc xe này bên em đang bán với giá là 235 triệu các bạn nhé. Đó, giá trên rất là êm để cho quý vị nào có nhu cầu sở hữu liên hệ cho em, với giá rất là tốt và chất lượng. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết về một chiếc Granny 10 đời 2015 cho các bạn. Các bạn có nhu cầu liên hệ cho em. Đó, các bạn quan sát này. Tổng thể hình thức bên ngoài em đã trang bị nước sơn màu bạc. Đó là một chiếc xe tư nhân chính chủ. Thì quý vị và các bạn quan sát, đăng kiểm thì còn dài, mọi cái keo chỉ thân vỏ là nguyên các bạn nhé. Đấy, keo chỉ thân vỏ đăng kiểm dài, các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ cho em. Và con này thì nó chưa lên đồ gì cả, đầu màn theo xe la răng vẫn nguyên, nó là bản thiếu các bạn ạ. Bản thiếu thì nó nguyên bản hết, chưa phải làm gì hết. Bạn nào thích không độ đẽo thì các bạn cứ lên cho em. Với chiếc xe rất là đẹp như này thì bên em bán giá rất là êm để cho anh chị nào có nhu cầu sở hữu này. Và chiếc này bạn nào thích thì điện lại cho em, đời 2015 các bạn nhé, form cũ và xe nhập khẩu. Đó là phần thân vỏ em giới thiệu cho các bạn, đẹp, đấy, chất lượng. Đó. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu sơ lược những phần keo chỉ cũng như nội thất để cho quý chị và các bạn quan sát với một chiếc Granny 10 bản thiếu đời 2015 bản sedan các bạn nhé, xe sedan. Thì anh chị có nhu cầu thì em xe nguyên bản hết, từng keo chỉ keo cột mọi cái zin hết các bạn nhé. Keo cột thì cam kết cho các bạn là zin bản nguyên bản luôn. Đấy, không đâm va đổ ngã. Đấy, bạn nào chạy dịch vụ chỉ chấm hết luôn, không phải bàn cãi về chiếc xe này. Đó, thì đây là một mẫu xe bản thiếu các bạn nhé, chúng ta không đòi hỏi gì nhiều hơn cả vì nó là bản thiếu. Đấy các bạn này. Đấy các bạn này, có mỗi là trẻ con hay là nó có vết xước các bạn này. Đấy, nó có vết xước này, hơi vết xước tí này. Đấy anh chị nhá. Đấy, cái nào như nào mình bảo thế luôn, nó có hơi có vết xước tí thôi, còn nó nguyên bản hết này. Đó, keo chỉ zin hết các bạn nhá, mọi cái nguyên bản này. Đó, đằng sau thì các bạn cứ quan sát này. Và bây giờ em sẽ mở phần cốp cho các bạn này, rồi sau đó em lổ máy này. Và bây giờ em sẽ lổ máy để cho các bạn quan sát này. Máy ngon các bạn nhé. Alo. Gửi rồi. Anh em đang đi đây. Ừ, anh em đang lên đấy, em đợi nhé. Ừ, đợi anh em đang đánh lên đấy. À thế à? Ừ, nó đang lên đấy nhá. Ok. Xin lỗi các bạn, là mình vừa có một cuộc điện thoại là khách hàng lấy xe và đang đánh lên cho khách hàng rồi các bạn. Thì các bạn thông cảm một chút, em sẽ tiếp tục video. Điều hòa con này mát rét đấy, cái điều hòa đang mát lạnh này.
con có đầu màn cam đùi đủ này các bạn nhé. Đây, mọi cái của nó đây các bạn này, lòng trong sơn zin hết này. Tất cả sơn zin các bạn này. Đó, cốp của xe rất là đẹp các bạn nhé, cốp đẹp đây các bạn này, lốp dự phòng này, tay kích tay mở đủ cả này. Đó, phần gầm sàn thì quý vị và các bạn quan sát này, đèn nó đèn sau là đèn zin hết các bạn nhé. Đây phần gầm sàn các bạn này, nó đẹp này các bạn này. Đấy, lốp đẹp các bạn nhé, dàn lốp đẹp. Đấy, một dàn lốp bít này, lốp đẹp các bạn này, mọi cái nó nguyên hết các bạn này. Đây bây giờ sẽ giới thiệu tiếp các bạn này. Đấy, không khoan đục các bạn nhé. Đấy, các bạn này, các bạn nhé. Mọi cái rất là ok. Cột kéo kia chỉ zin 100% các bạn nhé. Đây, mọi cái nguyên bản hết các bạn này. Đấy, và đặc biệt thì nội thất thì vô lăng củ số đẹp các bạn nhé. Đấy, con này nó nguyên cái đầu theo xe này. Đấy, đầu màn này. Đấy, tắp lô tắp ly rất đẹp các bạn này. Đấy, trần nỉ này, trần nỉ theo xe các bạn nhé, đẹp nét căng luôn. Đời 2015 các bạn ạ, bản thiếu cho nên nó không có tích hợp vô lăng đâu. Đó, mọi cái rất ok. Giá 235 triệu các bạn nhé. Giá trên có lộc lá cho các bạn. Đây, con này chạy mười mấy vạn này. Đấy, rất là đẹp các bạn này. Đây, con này nó có cam hành trình đây các bạn nhé. Cam hành trình nó ở đây này. Đấy các bạn này. Được thôi, mình để vào đây. Anh em nào về lắp thì chúng ta tự lắp đây các bạn này. Nó có dây, có nguồn hết đây rồi này. Đấy, tất cả nó có đủ hết rồi. Và bây giờ em sẽ thử cho các bạn đến phần nội thất này. Con này thì toàn bộ nội thất của xe thì chủ đã vào là sàn 5D. Các bạn nhé, sàn 5D, ghế bọc da, gọt da sạch đẹp, chúng ta về không phải làm gì cả. Đó, và nội thất thì trần lỉ đẹp này các bạn này. Trần lỉ đẹp các bạn nhé. Đó, rất là ok. Mọi cái gì hết. Và bây giờ em sẽ giới thiệu vào nội thất cho đến phần máy này. Đấy các bạn nhé. Đấy, rất ok. Nó có phần kể cả bản thiếu nhưng nó vẫn có gương kính chỉnh điện các bạn nhé. Đấy. Đấy các bạn này, một cái rất ok. Còi ngân các bạn ạ, còi ngân to. Còi này thì rất phù hợp cho anh em nào chạy dịch vụ này. Con này vô lăng củ số cực kỳ đẹp các bạn ạ. Vô lăng quá đẹp luôn. Đây, củ số đó này là các bạn này. Quá đẹp luôn. Con này chạy, con này rất là chất này. Đấy các bạn nhé. Có 235 triệu chúng ta sở hữu con ngay xe, con xe sedan để đi lại gia đình và là kết hợp chạy dịch vụ thì chấm con bà hết các bạn nhé. Đó, thì bây giờ em sẽ giới thiệu các bạn phần máy này. Máy đang nổ rồi các bạn này. Về phía đèn thì các bạn quan sát này, nó đèn zin hết các bạn nhé. Mặt nạ ga lăng zin này. Đấy, vào đây, mọi cái các bạn quan sát này, mọi cái nguyên bản. Máy zin các bạn nhé, máy nguyên bản luôn. Con này máy nguyên luôn này, để nổ thì thầm các bạn này. Đấy, máy đang nổ phần côn cơ, các bạn quan sát là côn cơ zin này, các bạn lưu ý này. Đấy, zin hết này. Đấy các bạn nhé, nó nguyên bản hết này. Máy chạy nổ thì thầm đấy các bạn ạ. Máy đang nổ này.
máy rất là ngon luôn. Anh chị nào có nhu cầu sở hữu cái xe này vừa đi ra đài như đình vừa chạy thêm dịch vụ thì chấm con bạc hết cho các bạn nhé. Còi còi ngân xịn sò. Con này khôn số zin, máy zin. Đây các bạn quan sát này, máy nó nguyên chưa thật chưa chạm máy các bạn nhé. Đó. Anh chị nào quan tâm tới cái mẫu xe này thì liên hệ cho em. Và bây giờ em sẽ giới thiệu sơ lược cái con này. Em nói là đời cũng 2015 các bạn nhé. Bản sedan. Xe màu trắng. Đấy. Chiếc xe này thì cũng giá như con kia. Anh chị là hợp cái màu trắng, màu bạc thì anh chị hãy chọn, tùy chọn xe sở thích của mình. Thì mọi cái là rất là ok. Đây, và em sẽ quay con này. Đấy anh chị này. Nội thất con này ghế thì đẹp. Đấy, ghế con này ghế đẹp hơn cái con kia các bạn nhé. Nhưng mà con này ghế thế nào lại được ghế bản đủ nhỉ? Thế lạ này. Ghế đằng trước bản thiếu, ghế sau bản đủ này các bạn này. Đấy. Các bạn quan sát này. Con này có đầu màn Android các bạn nhé. Vô lăng củ số thì con này vô lăng thì không thể đẹp bằng con kia. Đấy các bạn lưu ý đấy. Đấy. Mặc được hơn màn hình Android. Anh chị nào quan tâm mẫu xe nào thì các bạn cứ lựa chọn. Thì có hai cái phân khúc xe để cho anh chị chọn. Anh chị thích xe nào thì alo cho em. Đấy, và em sẽ quay tất cả mọi cái sơ lược cho anh chị. Từ máy móc, thân vỏ, keo chỉ để anh chị quan tâm. Ở đây các bạn ạ. Đấy. Con nó được cái lọ mất cái kia các bạn. Con này thì lại cái phần trần thì lại trần 5D các bạn nhé, không được trần nỉ như con kia. Đấy, phần tam lưu y tam lô này. Đấy, một cái rất ok các bạn nhé. Đó. Bạn nào quan tâm đến mẫu xe này alo cho em. Đây, và phần máy thì em quay sơ lược cho các bạn đến phần máy này. Đây. Máy con này thì cũng là máy zin đấy các bạn nhé. Máy rất tươi. Đó, cũng là máy zin hết này. Đấy các bạn này. Máy zin hết các bạn nhé. Anh chị nào quan tâm cái xe này thì liên hệ cho em qua số online 0985 723 326. Em ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nhé. Và một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Và chúc cho quý vị và các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin cảm ơn. Và em còn rất nhiều các xe khác đây các bạn này. Đấy, bạn nào quan tâm thì liên hệ cho em. Đấy, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin cảm ơn.